Hello, xin chào anh em nhé. Chào anh em ngày mới thật là vui vẻ. Đấy, thì hôm nay Thú Lợi với anh Hương vẫn đang xử lý cái phần khung xương ở bên trong của con Zepo này mọi người ạ. Đấy, ở đây nè. Đấy, từ hôm qua Thú Lợi đang đo. Hello, xin chào mọi người nhé. Anh em ơi, ám sát. Nay mình sẽ làm cái phần khung hôm qua thì xử lý ở dưới chiều xử lý dưới farm rồi. Hôm nay thì xong việc tới đấy bọn mình sẽ xử lý cái phần khung con Zepo này để khi tháo ra nó được thành cái hình khuôn nó đẹp. Đấy, đẹp luôn. Ám sát. Đây, Lợi với anh Hương là đang đo ở trong đấy. Việc làm khung xương 33 rằng ở bên trong. Ngoài tay 33 năm mà chéo đi đấy. Được rồi. Như đấy. Chú mới hàn cái cây kia đúng không? Cái cây ở cái cửa kia đúng không? Cái này là bậc cơ đấy. Đấy. Nhịp bước vào. Ây à. Vành lên kia. Trong lúc nữa làm một đường từ đây ra ngoài này để cái vòm đấy. Đây cái vòm á, cái vòm mà đây vòm này phải bay vào mặt nó giật giật. Đây cái vòm trắng này, sẽ làm liền cái vòm trắng này, cửa mở lên luôn. Ấy từ đây vòm trắng này luôn đi. Cái vòm thấy trắng không? Đấy. Rồi cho nối như kia. Tức là những cái gì mà nó động chạm đến bên trong là nó là một cơ khí thì mình xử lý luôn. Đúng rồi. Đấy. Chuyển luôn liên quan cơ khí là mình để cho nó tự do thoải mái. Cho này cái bàn lề này nó dính vào đoạn trên này thì hơi khó này. Đấy mọi người. Đấy. Từ đây ông sẽ thấy đoạn đuôi kia phải làm. Mình làm xuống đến đoạn đuôi kia để sau này khi đặt máy vào cái khoang máy này mình cứ tạm thời còn mình làm đoạn đuôi kia thôi. Khoang máy thì tạm thời để vậy đã. Rồi sau này nó còn liên quan cánh gió bên dưới nữa. Rồi. Rất là nhiều chi tiết luôn. Cháu thấy cái phần khung này của con Zepo này nó thấy nó rườm rà. Nhiều kiểu như là rằng nhiều ấy. Này, ở phía nhất là phía lưng này rằng rất là nhiều đấy. Đoạn này rằng như này nó mới cứng. Đoạn này khi máy nó bảo đổ ra. Cứng lắm. Máy V8 nó kéo nó máy V12 nó kéo nó không bị vặn khung nhỉ. Đúng rồi. V12 chạy turbo tăng áp kép. Turbo tăng áp kép à? Kinh nhỉ. Đây chú hàn cả bên này nữa à? Mấy hàn được bên kia chưa hàn được bên này à? Không phải hàn xong bên này đã. À để lấy mẫu bên đấy đã. Còn sai sót thì mình cắt ra sau đúng không? Cắt ra bình thường, cái này sai rồi đi. Cái này sai à? Đang làm cây mới để ép lên trên này, còn cây dưới này để xem mấy nữa tính sau. À hình chắc cây mới này là để lên trên này để mấy nữa là cắt cái nắp sau này ra đây đúng không? Trước rồi mình làm cái nắp sau rồi nhớ chỉ con này phải để gì nóng vậy có tí chéo nào đâu chéo gì chéo tí chéo còn đầu rồi vuông tít thì đầu này đầu vuông để đến đây chéo đấy đến cắt một tí đi cắt tí nữa. Đấy nhá, anh em nhìn ở đây thì cái chỗ chú Lợi ngồi đây là cái yên ngựa ấy mọi người ạ, cái để bệ để tay đấy. Đấy chú Lợi cái hàn ra nó ra luôn. Đấy, nhìn rất là đẹp. Nhìn khung này rất là đẹp hơn con khung trước luôn đấy. Nó ra hình khung cả trong cả ngoài luôn. Dài. Thank you.
này đi. Đầu này đi cho nó ăn chắc. Cắt một đầu đá, con dưới tính sau. Khớp vào đầu dưới cắt cái này hai bên đều bịt luôn. Đấy. Xịn đấy. Bản lề sau này bám vào đây cứng lắm. Anh ạ, mình phải làm cây cứng. Dày này. Bao nhiêu ly chú? 2 ly. 2 ly. 2 ly 8. Cứng hơn con mấy con được chưa? Đúng rồi, nặng hơn. Vậy đúng. Thì vậy thì đun khó lắm chú ạ. Làm nhẹ nhẹ thôi. Làm xe điện thôi, đun. Đun rồi. Dạ. Chứ không cần chạy động cơ, chạy xe điện thôi. Đúng rồi, lấy cái motor điện kia nhỉ. Đúng rồi. Xe điện thì nguyên cái khoan này chứa điện. Nguyên cái đặt từ bên trong kia điện. Mua về F8 về tháo pin ra chứ. Lắp vào ở phía sau này này. Cũng được. Được không? Được. Tháo cả động cơ lắp vào phía sau này. Đó là chất đây này. Đây là chú Lợi. Chú Lợi vừa nãy là chú Lợi chỉ chúng ta đang làm chỗ này đây. Đây. Đang làm một khu trong này mọi người ạ. Đấy, đang làm một khu trong này này. Cái vòm ở đây này. Đấy, đang làm một khu trong này. Đấy. Cái điện thoại của chú Lợi thì nó phiên bản nó cao cấp quá. Nên là cái chất lượng hình ảnh nó hơi tốt đấy, mọi người thông cảm. Cao cấp quá, nó mờ tịt ngay. Lợi đang dàn thêm cái phần này, phần gì cơ? Nhịp bước chân nữa rồi. Cửa ra vào. Nhà đi tới về đâu cơ, mình phải tách ra cậu nhỉ, phải cắt ra thì mới lấy được khuôn ra vậy, vỏ ra vậy. Không, vỏ này cần như bên kia là nó không lấy được ấy. Đoạn này có cần không? Đoạn đuôi này nè, đoạn đuôi này mà làm vừa đây thì nó mắc cái này nè. Đó. Còn đoạn trên này được cái gì đâu. Không, cái chỗ kia, cái chỗ cong cong cũng bị đấy. Cong cái hùng gì đi. Lọt hết. Cong một tí. Nâng mạnh là nó. Mình sau lên đi. Sau thì làm gì thôi, 13.
thì bước chân bước vào đây, đứng cho lên là bước vào đây. Chiều thì sẽ làm là phần đuôi rồi cơ. Cái này không thả làm luôn. Là làm ra phần đuôi đằng sau rồi đấy. Đấy. Ra hết khu vực, đỡ hết khu vực luôn. Trả xe luôn. Xong phần đuôi là cơ bản đấy cậu nhỉ? Thank you.
Không cây từ chỗ này. À một cây từ đây thăm đây. Cái đáy. Dưới đáy à? Cùng 14 14 này. 13 25 24 thì ok. Cắt cây nhé anh em nhé. Đấy, cắt cây kìa. Cái hàn vào chỗ có lợi vừa chỉ. Đó qua được. Đó qua đi. Cái này đó. Vừa đó, khít luôn. Này. Khít luôn. Bây giờ mình đưa nằm thế à? Nằm nữa hả? Chỗ quay giáo hàn quay cho anh em xem thợ điện bang bang. Thank you.
giữa mực là gấp. Khu vực đấy nghĩa là mé nào mé bên kia nó phải cân nhau, cho đừng cho quá đáy. Bên kia quá đáy. Cây rằng của hai cái đấy, càng A hai cái bánh xe đó. Ở đây đi, đứng ở đây đi, rể. Ở đây nó vướng gì rồi quá đâu. Sau này là cái càng A đấy, càng A nó chịu lực nó bẻ bên dưới bánh xe, có cái đấy càng nhiều. Ở đầu ngoài kia mình không có là nó bị nó bừa ra. Đấy. Đấy. Ờ, vì sao mình không hàn định tao mày em nhé ngoài đầu đuôi đuôi chứ? Vì lý do ở ngoài đấy nó còn một cái lỗ để cái gió, cho nên mình phải cho nó vào trong sâu bên trong này. Bên trong đây là sắc nùng, sắc nguyên, xếp nguyên đang làm gì ấy? Xếp đang bài thế. Ấy nhá, ngày hôm nay mình lại phải bả tiếp tục phải xử lý con này nữa, bởi vì nó chưa được ưng ý của mình nên là mình vẫn phải sửa lại. Mặc dù nó đẹp rồi nhưng mà mình vẫn sửa lại. Máy đều tay rồi nhá. Mình phải giải thích cho mọi người luôn là chỗ này không phải là nó lỗi nhiều, mà là mình để những mài như này này, để tới lúc mà mình mài cái bảng to ấy, là những cái chỗ nào lõm hẳn, lõm mà bé là nó sẽ hiện ra. Đó, bả đây, bả rất là mỏng này, bả vẫn thấy ở bên trong này. Ngoặt không? Trên kia không cắt là vỡ hết nha. Lỗi kỹ thuật.
Bạch loài. Mày quá. Mày gì? Còn cái này nữa đi. Xong lại bá lắp vào tiếp. Lắp vào mới chắc chứ. Đấy. Đấy ạ, lắp vào giữa. Kê làm nó thẳng thẳng đi xong lót miếng vào là được nhỉ. Sao sếp? Sếp thấy ok không? Ok. Ok anh em nha. Rồi bánh sau anh trước. Bán cái bé nữa. Okay. Cái này chiều này cao đấy. Rồi bánh sau. Lăn rồi. Đây sẽ lấy cái bánh con VinFast này để đo thử cái cữ. Đo thử cái cữ này. Lấy cái đòn. Lấy cái ghế bên kia cho anh. Mâm này mâm 20 inch nha. 20 anh ạ. Nè, cầm mấy. To à nhỉ. Cho bánh vào ra xe luôn. Đấy có cái đoán đấy. Hôm nay đeo kính rồi đấy. Cái đoạn kê
đang tính toán cái phần lốp sau rồi. Đấy. Vành bánh sau, đường sau này anh em ạ. Bản nó to thật. Này, bản bánh to. Lốp ấy. Lốp này bị sắt một miếng rồi anh em ạ. Không biết là có làm sao. Nguy hiểm sợ bục lắm. Đây này. Em nhìn thấy chưa? Lốp này bị con gì cắn mất miếng rồi các bạn ạ. Chắc là lùi xe vào đâu cắn mất miếng rồi. Tính toán rất chi là đau đầu anh em. 3/5. Đấy, phải kê lên mấy cái này. Đấy, đoạn này thì là chú đang thiết kế là cái phần vành bánh này cũng như bên trong bên. Hả? Chưa đặt, đang lên kế hoạch thôi làm sao? Lên con này kiếm 21 ra. Mâm á? Ừ, cái lốp của con mình bé. Con này đây đây bằng cái mâm 20. Vậy có kiếm được gì không? Lốp nữa hôm nay nữa. Cái lốp rồi.
lúc bán có 35, 35, 21 đấy. Bây giờ loài mới bằng sau bao nhiêu? 21. Lần trước? Lần trước 20 hoặc là 19. Chú lợi gì? Hôm sau bao nhiêu? Hôm sau ấy? Hả? Hôm sau bao nhiêu rồi? Hôm sau bao nhiêu? Hôm sau 21. 21. Ừ. Trước. À. Rồi cái lốt tao kiếm lốt 20. Bỏ khoái luôn. Đây có con quân xếp quân 1 của nó là la tăng trước là 19 là sau là 20 nè. Nhưng mà đang vừa là nếu con này đang tính của con này lên 20 thì tốt. Đang lên con bấm sau 21. Đằng trước. Bấm trước 20. 20. Ừ. Nói chung cái này vừa nhắn tin ông đấy, để ông ấy thiết kế xem thế nào. À. Ừ, ok em. Đây. Nha. Ba thằng không đội mũ rồi vậy em. Thanh niên. Thanh niên thanh bồng. Đây, ở đây Hưng đang uống cái vòm này kìa. Hưng đang uống cái sách này là mới vòm anh em ạ. Video kia xong chưa? Hả? Xong để triển khai bắt đầu quay cái này đi để vào cái phần khung gầm kia. Tháo động cơ thứ còn để mà còn quay kia đó. Nhiều vấn đề lắm. Bụi lắm anh em ạ, mình phải đi kiếm khẩu trang. Dương máy đi để đừng cho lõng cá rồi đó.
đi kìa. Chú mình đã lắp vào hộp mặt này cũng ghê nha anh em, phân mình luôn tiếp khủng nè, chữa đi chữa lại này đấy mà. Cái này đạn này sẽ dán rồi này, dán lại thiếu cái là ra ở tâm nó bên này đó. Cái này dán luôn không dán luôn hả? Đây sẽ dán luôn anh em ạ. Đấy nhau, cái này là bắt đầu là Hưng tiến hành là dán chỗ đấy thì nó có ít thôi, nhưng mà miếng to vậy thì nó quặp vào trong ý. Cho nhẹ nhẹ nó chảy nước cái dưới sàn. Đẩy ra nó hơi ráo ráo rồi đẩy nó ra. Gạt nó vào thành ấy thì không bao giờ nó đụng nước đâu. Dán đi cái này, cho một loạt nhé, cũng hơi to, nè, cho
sao phải đủ thừa từ cái vạch mực cái vào trong cũng thừa 6 phân. Nó này đổ nghiêng mà vậy cho bá chết. Hàng phân rồi. Đấy, ra cũng đấy ở dưới những thế. Thôi để ráo rồi nó tính sao? Ở dưới đáy ra đẩy ra. Đấy đây đúng không? Lúc nó ráo quay lại là được. Còn đấy là sao? Nó đều đều như vừa rồi là đẹp, nó lại bằng lại cơ bán lại không được bao nhiêu. Cho vào tí nữa, cho vào một kẹo nữa. Nó ráo lúc nó mới để chết. Bé một thôi, này nó đầy bắt đầu mới ép mảnh to là phủ để đè khóa lên kia. Đây là mới được. Gạt nước vào cốc chứ không nó chảy ra ngoài. Rồi không đất. Đấy vậy. Đây chỗ này mình đang thì là cân laser để làm cái đáy này, nhưng mà trước hết mình chia cái tim này ra, chia tim ra bắt đầu mới xem đo cái hai cái này nó chuẩn không, góc này với góc bên kia nó chuẩn không. Cân laser chia tim rồi. Tìm ở đấy mọi người đo hai bên này bằng hay không. Đấy, nói chung là mấy cái hốc bánh này thì rất là gì luôn anh em ạ, cầu kỳ luôn. Cái này là vậy thì chuẩn bị khênh ra rồi chứ nhỉ. Hôm nay chủ yếu là làm cái viền bánh này là cuối khung sắt bên trong em này, khung sắt miếng này này, rồi mình là lửa gấp để cho nó khớp vào với nhau, sau đó là bê ra ngoài để tiến hành là làm càng A này, hệ thống càng A để treo cái lốp xe này này, với lại là sau đó là mình đặt cái phần động cơ vào đấy, còn cái động cơ nữa cơ, nói chung là sẽ phải tháo vỏ ra tiếp tục anh em ạ.
con xe này thì trong mấy ngày tiếp trước vlog trước anh em cũng bảo rồi, tức con xe này Zco ấy khó nhất là cái cánh cửa này, cái vết chú lại vẽ ướm ra này, thì trong cái cánh cửa này là cái phần chi tiết khó của chiếc xe, xe mở sang ngang và xong lại mở chéo lên nữa đấy, đấy cái cửa này là rất là cái khó, tức là trong mấy con xe mình đã làm trước kia ấy, thì cái cánh cửa con Zco này này là khó nhất luôn, nhưng mà chắc là cũng sẽ ok thôi, tại vì là mình thấy chú lợi với anh Nhết thì cũng lên kế hoạch tính toán về cái phần đấy rồi, cái phần mở vào cánh cửa rồi, nhưng mà phải đi vào thực tế nữa, khi cắt ra thì nguyên lý mọi thứ xem thế nào nữa. Ở đoạn này thì nó đang phải theo cái hình này, đoạn chú lợi đắp thêm này, đắp một xốp này nó thiếu anh em ạ, hai bên luôn thiếu, thì tức là nó sẽ không tạo vào cái độ bầu bên trong này được, chú lợi vừa mới đắp thêm vào này, dán thêm nhựa. Cái điểm chú lợi vẽ này thì nó sau này sẽ mài ra tới đấy anh em ạ. Và cái đoạn này sẽ phải cắt đi này. Đấy. Đấy cắt đi đoạn đấy. Mài về đoạn này đến đây. Mài tới đấy. Đoạn này cắt đi. Có cân nó xong có đầu thì cái này đi. Cái này nó bị nó cắt nó ôm rồi. À. Theo cho là như này luôn phải không? Là chú. Ôm từ lại xuống. Chú này là sai. Cái này. Này. Từ đáy xe mới lên dưới đây không? Từ đáy xe lên đến cái đuôi cuối này thì cách nhau có 4 khuôn thôi. Đấy, của mình là cái khuôn này sai thì cái khuôn nó xét anh ạ. Đấy, thì từ cái đuôi, từ đỉnh đuôi này mà xuống đến đáy xe là 10 phân. Thì từ đây, từ đoạn này là đáy xe anh. Nên là 10 phân thì bắt đầu từ đấy đổ xuống đến đây là cách nhau 4 phân. Ở đoạn này lý do là ngày xưa nó xét mình không thể nào rút được. Nghĩa là nó sâu quá. Mà mình cứ cạo bừa bừa cho nó có điểm tựa thôi. Điểm nào sau này cái này mình có thể cắt đó. Mình cắt lại để mình ôm chút đấy. Đấy anh em ạ, giờ thì cũng tối lắm rồi đấy anh em ạ. Đấy anh cô Lợi đang hàn tiếp tục cái phần nít nè con. Nít xe. Đỡ cái form này nha anh em nhé. Đây. Chỉ hàn bên này. Lợi hàn bên kia. Đấy. Cho hàn bên này chứ. Chắc thêm nhạc to quá anh em ạ. Đấy. Mà chắc không được gì đâu. Nguyên cấm gì về đây đấy. Dây điện hôm vừa rồi ạ, dế farm cầm về anh em ạ. Đấy. Ủa. Anh cắm các thứ này. Cắm này. Cái này lắm, nó của bạn. Cái này là thừa đấy. Trong tủ gì ăn không Nguyên ơi? Có bia đấy. Thôi, vậy thôi. Đấy, cái phần này. Mấy Nguyên thì hôm nay xử lý bề mặt trong đây. Hôm nay là bả hết một lượt sơ qua nhé anh em nhé. Đấy. Anh xem. Đấy. Bả rất là nhẵn luôn. Cho mình bả chắc là gồ ghề đó. Hết. Đấy. Hôm nay hạ gầm lên này, đấy. Mình không dám vào trong đây sâu, tại vì trên kia nó nhạc to đấy anh em ạ. Nên là mình không vào hẳn trong đây. Đây. Đấy. Vùng quanh. Nên này tối cũng phải còn... Nói chung là...
xe của mình là con thì còn mình đang tiến hành là mấy cái mình ok thôi, mà đâu mà bọn mình đang muốn là một vài ngày tới thì mình chuẩn bị tiến hành vào lấy cái động cơ của chiếc tô ra ngoài đường kia anh ạ, lấy động cơ ra ngoài để lắp đặt vào cái khung quân Deco này. Thì chú Lợi đang cân chỉ mấy chi tiết còn lại nó phần khung ấy, sau mình sẽ tiến hành lối vỏ ra ngoài, lối vỏ ra ngoài để làm vất động cơ vào trong làm cả ga đấy, rất là rối. Nói chung là cái này phải cố gắng để hoàn thiện thật nhanh cái phần khung đấy để tháo máy. Ngày nay thì mình vẫn đang lên cái phần mâm lốp này nữa. Đấy. Là vừa theo ý của mình với em, vừa theo cái thiết kế của con xe nữa. Thế là vừa phải thiết kế là mâm lốp làm sao cho nó đẹp, tức là đằng sau nó sẽ to, sẽ nhỏ, đằng sau sẽ là 20 inch. Đấy. Thế thì 21 20 20, đằng sau 21, đằng trước 20 đấy. Này em, nó con Ford nữa, để làm bọn mình mua ở trên thị trường có sẵn, nhưng mà con này thì chắc là phải thiết kế sắt đây, đi mua sắt đi, cháu đi mua mấy, cháu mua sắt về làm cái tu tủ đấy. Đấy, tạm thời ok chứ con, tạm nó. Cái này ăn thiếu một cái cây uốn vòng ở cái vòng này. Hôm nào thì được tháo cái vỏ ra để lắp máy rồi đó. Lắp máy thì chưa biết, còn tháo vỏ thì chắc là thiếu cái vòng mình. Đấy, thiếu mình thay nữa anh em ạ. Cái này phải cây to lên thì hơi ngại. Có thể là phải đi mua. Đấy, ở kia thì tàn cây to thôi anh em ạ. Cái này còn tàn cây to. Và 15 đi mua đi. Đi mua đi. Đấy, cũng gầm này anh em. Đấy, cũng tương đối lắm rồi đấy. À, kia cũng trong gầm còn một cây nữa này. Đấy, bị lộ ra một cây nữa rồi. Bên này là cây limốt không? Limốt. Đấy, cái này núng nguyên này. Lắp cái ổ điện vào để làm gì Nguyên? Cắm điện thoại. Sạc điện thoại. Sạc điện thoại à? Dùng điện thoại làm gì? Điện thoại nhắn tin với người yêu. Có người yêu à? Có mà. Người yêu ở đâu ấy? Người yêu ở trong tim. Trong tim như là nhà đâu ấy? Người yêu nhà ở trong tim. Nhà trong tim luôn. Người yêu thành ở thành phố Hồ Chí Minh nữa. Hẳn thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. Ui giời. Cái gì tên gì nhỉ? Không nói. Giấu không nói. Tên gì nhỉ? Giấu à? Khó nhỉ. Khó. Vậy thì chết rồi. Rồi. Đấy. Thôi không tìm hiểu theo sâu nữa nhá. Đấy. Thì bây giờ cũng muộn rồi, cậu Lợi làm nốt cái phần này. Đấy. Cái cây thiếu rồi. Muộn rồi thì bye bye anh em thôi con. Bye bye mọi người. Bye bye anh em nhá. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.